Hôm nay tiếp tục mình đi với nhóm chú Tám nha bạn. Để lên trên ruộng mình cắt hai cái sà cừ cặp này luôn nha. Hai cây này khá khủng nha bạn. Cây này hơi nhỏ, cây thì cây này chắc cỡ 200 hoành nha bạn. Mày lên cây nhỏ đi. Tàn nó lên gì nè bạn. Bên đây điện bao pha không rõ nha bạn. Đây có cái cổng dây điện đi ngang sông luôn nha bạn. Cổng dây điện này nè, để anh quay cho bạn xem. Nó có cổng dây điện ngang sông nha bạn. Nó nằm cặp vô luôn. Anh quay góc cho bạn xem nha. Cực kỳ khủng luôn. 200 có trên 200 mà. Quá trời khủng. Đây có cái motor bơm nước dù ba ra mà nằm lên. Cái nào nút lên mình quay cho bạn xem nha. Người lên cây nha bạn. Được anh mấy ăn cắp thì cỡ chống chống. Đâu có gì đâu, không dính giá hôm nay. Đâu có dính nhánh nào này đâu. Bên đây đổ đưa xuống dưới kia rồi. Không có thới lên. Hải là đứng đây hết. Đứng vô vậy. Hải lên trên đó cái là lên được rồi. Nó hết thới rồi. Chạy nha. Ừ, nắm lên đó. Thì không có dám. Mấy cưa rồi. Rồi đưa máy luôn. Gì á? Máy này danh dài lên đi Út ơi. Máy dài lên nữa. Này tàn xuống sông rồi mình bỏ nha bạn. Tại vì mình cưa mình có dao với người ta bên thực hiện nha. Ta chỉ lấy cái thằng đó. Chú nghe ông bơm luôn mà. Kia anh Hải lên luôn nha ba. Anh lên luôn. Nói gì cái hoành nó cũng khoảng 100. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ nó bên này anh lên luôn mà, anh lên tuốt trên luôn rồi. Có nhánh này nó tròn qua dây điện bao pha nha bạn. Quá em toàn nha trời chỉ mưa như đi đâu hơi tối anh bò ra cái đứng ở ngoài mấy sông luôn nè nút anh bầm hết luôn. Nãy anh cho sụn xong luôn nhưng mà
biết gì, không tới đâu. Xa lắm. Không, không tới. Đâu tới bao hai chữ hả? Ừ. Ừ, tới nha. Tới không? Tới ha. Không tới đâu ơi. Ngã tầm độ ra là tới đó. Hải ơi. Hả, kêu lên. Tới lên. Tôi kêu lên cho anh đi. Bữa nay đâu có từ thiện nữa đâu. Từ thiện của nó mệt quá, mệt rồi. Quá thế cây này tàn rồi. Dạ, nghiêng lắm. Ra ra. Rồi. Ra sao ra? Nghiêng ngoài mà. Rồi. Mở đi, mở miệng đi, vậy đi hãy. Mở miệng ngay tay đó. Rồi. Thử đi. Rồi, cắt đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy ga mà. Xuống đi. Rồi Quốc Hải, Quốc đi. Quốc Hải. Ga mà. Cắt đi. Rồi cắt đi. Nó ra là ra mà. Ừ. Đứng luôn quá trụi cho giữa hai nhánh. Nhánh trên thì tao kêu trên nhánh trên nè, nó giữa hai nhánh này nó nhẹ dần ra rồi. Cái nhánh này. Nó giữa nhánh trên này nó tuột xuống luôn à. Đừng có cắt nhánh dưới trên này. Giữa nhánh này lại luôn nè. Nhánh này hình đợi mới. Nhánh ở đây cắt kìa sạch rồi. Nhánh dưới này nó chịu gì là không bao giờ. Cứ cắt ba nhánh trên vậy đi. Cứ cắt thì không có thua theo. Đây thì mình chịu nhánh đó rồi. Từ từ nó dài lắm. Cứ cắt thẳng xuống đây. Thẳng đi nãy gì đó. Là nó nhào ra đó. Nào. Chịu rồi.
nhìn ngoài á, nhìn ngoài á. Cho nó ngọt là nó bay cơ à. Cắt nếu mà chiều ra là phải mất một bánh xuống vô nó kẹt cái máy rồi. Cái nhịp nhịp ớt quá. Nếu nó hắt luôn á, nó có cái nạn nó không có ấy đó. Ngay hướng gió không ta? Không được, cũng vậy à. Lại kéo nên hãy sắp xong nha, bấm mấy cái thuật nhỏ xuống luôn rồi mình cắt gốc luôn nha. Bên nút thì còn cái được lớn như này luôn. Được này nhấc đá chấm và tới dây điện ba pha. Bỏ đây, nhấc đá bỏ đây. Nè lên luôn. Cắt luôn gì bỏ trời, bỏ đây. Cắt cái chèo xuống đó bị rồi. À anh nói. Xe thấp thôi. Để đi cho an toàn. Cắt nhánh ngoài trước, nhánh ngoài trước đó, nhánh ngoài này trước nè. Rồi. Cắt đó là cái nhánh kia nó lên nó lệch qua vô cho điện đó.
Rồi rồi. Anh tới tới không? Ngọt luôn đi. Ngọt luôn. Ừ. Xe người ta rồi. Tắt phát lại, phát lên. Cắt đi, không có tay gì điện hết, anh cắt đi. Cắt cái gì quá đi. Này nghe đám rổ đi chứ. Cái đường này ai mà đi. Cho qua cái đây, cho dạo qua cái đây. Gió nó bay nè. Gió nó không bay hơi ha. Thấy không vậy cho chằng vô ảnh luôn đi ta. Bả nói không? Yeah.
máng là nhóm chú ơi, máy trên đầu chú ơi. Đấy, dây dây thôi, phải. Không được không? Thấy dây, thấy dây đây.
Đây đứng thì nhắc hoài. Đứng ngay đi không? Ngay ngay chú ơi. Xuống luôn các bạn, xuống để mình cắt gốc luôn nha, để ông bác ông đào sơ xuống rồi mình cắt rồi nó lấy xác chút nè. Đó đó. Tiếp đi. Cắt sẫm luôn ạ. Đây. Ôi. Đúng ha. Người tím nha. Má lỗi rồi, kêu đổ nhỏ ngào chứ. Xong một cây nha. Cái chỗ mà cái khúc này cùng mà không đoạn luôn hả? Ta không cắt cái góc cũng được nha. Yeah.
Bye bye các bạn nha. Quá trời khủng luôn.
nha.